gần, đường tu không biết bao lần xa xôi. Mọi lỗi lầm mâu thời thì xa cho chúng con tâm dạ thỏa mong mâu đêm hoàng pháp cho nhân loại được thoát vòng điều linh, cho thế gian hòa bình an lạc cõi năm này, vũ nhạc muôn niên đạo gia hiếu kính trước. Đạo gia yêu kính trước tiên, khai thị ngộ nhập đạo tiến vĩnh hằng. Ước lợi dành chỉ bằng tích thiện đùa sang dầu, chẳng hiền thanh nhân tước ham phẩm bậc phù vân, sinh ra có tướng mà có thân bể sâu. Tiên sao hoa hữu cầu tất hiền, Phật truyền câu tụng niệm tất thông. Phật tiên đang ở cõi hư không, còn nay ở cõi cõi hồng trần u mê. Nén nhang thơm tấu về tam giới hòa tâm này, vời vợi đức tin đạo tiến con kính cần giữ gìn. Một con nguyện tâm chung ý thật trước tòa vàng trời Phật chứng minh. Hai nguyện đăng chúc đệ trình, lễ tuy bất túc nhưng tâm thành con hiếu. Nguyện thứ ba phụng thờ tứ phụ đến ban đầu, con vẹn đủ không sai. Bốn nguyện trước cửa thiên đài, tu nhân tích đức con vun bồi nghĩa Hãy
cho muôn dân an lạc, nước thịnh trường vạn đại hưng long. Sau nguyện cầu chốn từ chúng, điện tòa trang lễ con thành cung nhiệm mầu. Nguyện thứ bảy con cầu bàn mệnh thân trang cường, tâm tính thung dung. Tam nguyện cầu chốn gia chung, lộc tài vượng tiến con tài ngung dài trường. Nguyện thứ chín cầu cho tiến tổ được siêu sinh, thoát khổ quy tây. Mười nguyện sám hối nghiệp dày, lỗi xin ngài xá, còn tôi dày ngài thương. Trước đền tòa tâm hương bài đào, nguyện lòng cầu thành đạo hưng long. Xin ngài hiện hiện thần thông, khuôn phù cho trăm họ mãi được hưng long. Trên thương thiên mừng ngày hội yên, tất
Tình chú kiếm kiếm Phật chư Phật thật là thương ca thế nhất thiết chư Phật chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Vô Quan Tự Tại Chúng Tổ Chúng Đại Kinh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Thần Liên Tổ Hạ Hoài Tổ Tha Phủ Công Tầm Thế Chủ và Linh Khả Hữu Tương Niên Riêng sinh chỉ an Tuy Thứ Tổ Các Nhân Tổ Nhất Kỷ Thu Nguyên Kỷ Nguyên Kỷ Tôn Sơ Tử Nhật Phúc Sinh Thần Hạnh Tạ Lâm Tổ Thung Thị Khánh Hạ Nhật Nguyệt Chính Lâm Ông Dương Định Vị thì đã đạt được sinh phẩm để cử thành cô đối tú đinh tử hạnh linh thì còn vì những kế hữu phủ thất động đều tử nhỏ chu trí lâm chi thức chính thành đại vị học đồng xa phương chi muôn huynh đạo đại vị học đồng các công ty thì chỉ y lập phúc minh tiểu thu thiết thương hoa kim ngân lễ và các tố điểm quan thành phật giả cả cung minh tam phủ phục đồng tứ phủ vạn linh khánh hạ đạt nhật sinh thần nhật nguyện chính tâm an dương để vị thần tiên đệ tử thánh cô sùng sơ vinh tử tôn linh nhà cùng ở chung thánh cô thanh nhã thọ tạo đa tuế phù phổ thiên trường sơ kim vị thánh đồng đệ tử chu thị thánh huyền bản tâm sinh ngư canh thân nhân hạnh canh tử thân tam tuế thân thừa linh mẫu hoàng nhị thân phụ chủ đức hòa bạc thật xin ngư ân ân quỳ nhiên thành canh đồng thập và quỳ thân mẫu chu thị thành bạc mật xin ngư canh tí niên hành canh đồng thập tam tuế thu quân lê hoài ngọc bạc thật xin ngư minh thị nhân thành canh nữ thập thật tuế sinh nam tử chu quan niệm và mật xin ngư đã dẫu nhiên thành canh thập và tuế chu quan minh bạc mật xin ngư linh nhân anh thập và tuy nữ ở tự cao và chu đại cha tự bị bằng vật sinh ư trong dần nhiên thành cha khách thập nhân nhờ tuy thượng vai văn sở trang tự thiên bạch sơ đôi thiên đình phật thánh tự kim kỳ đại diện thánh đồng đệ tử hộ vị hiền thành tả lễ phật thánh cô cùng tòa tiên thanh hội công đồng mẫu sang nghe đàn xuyên bóng dương loan đi mẫu đơn nhất đoà gió lay mạnh nhang xa hòa đường thiên tiên ni cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên thanh vân công chúa thượng thiên ni sáng đàn vân an thôn quê đất phủ dày vân ca thôn quê nghĩa thiên bản họ lì mẫu cải trần cốt cách thanh nghi tân hình nghi dòng nghe cốt cách thanh nghi tân mười năm định ra hôn nhân đi sương đi định nhật chí kỳ thiên định định nhật chí kỳ đôi 11 tuổi rẽ duyên trần phàm bóng xương loan đi mẫu đơn nhi nhất đoà nghe gió lay mạnh
lô nhang xa nhịp pháp giới mung huân chư Phật hại hồi tất xa văn tỳ giữ kết tường vân thành ý ưng vân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cách xa thổ cung mẫu đệ nhị địa tiên ni cung thỉnh mời đệ nhị địa tiên tích sơ sinh thành trên đền nở đông buồn chiến đàng hành ngũ nhiệt hương gia du tử mẫu hương vô hương hòa nội đắc thanh hương chỉ tâm kim cương du viên nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cung giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ ra nghe đệ tam thanh tiên ni cung kính mời mẫu đệ tam thanh tiên giấy định chân nhang quần khởi xung thiên thượng đệ tử hiện tại kinh lô phong khoảnh khắc nhuần nhuần tiếp miễn mãn thập phương tích nhật xa du miễn nã tiêu tai trướng. Nam mô nhang cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhang cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhang cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dòng nhang khai quang thập từ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng giảng kim phụng hoàng thân còn thánh chúa thiên trung vương thánh xa hội hì cung có lệnh truyền ra đức ông nghi dân triều ngài có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là chư sinh mi nam thành nghi ngô minh nghi đạo phạm mi nghi nam mi thành nghi đánh đông nghi dẹp bắc nghi tung hoành nghi đi mọi nơi vũ nghĩ quyết ni bèn này đảo vũ nghĩ tu vân uy già lập liệt như thần nơi xa bên đức nghi nơi gần ý sợ thank you.
nội vạn cơ linh truyền thiên nội vạn cơ đức ông bấy giờ sắc sáng anh linh xưa là bảo hộ gia đình sớm điệp sang bên nghiêm ngăn sơ đập sang bên đức ông tấu đôi du miên rõ ràng khi cho họ du trường sinh họ chú trường sinh ông về họ chú trường sinh nghe cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường về cho dũng mạnh đôi đường ta đang gấp sang từ đi mật chúng sinh trước sau quân thuyền nề quân bộ đùa nhau buồn lưng lở núi nghe ngoảnh đầu hơi cạn sông ngập cảnh hiện thanh vi linh phủ linh ngược
dạ thoại tiên a da lai a na tan bệnh nhà tật tiêu a tai thọ tật na tưởng a cầu tật na ứng tỉnh là thần đệ tử a thanh nhà chỉ cúc bỏ thăng quê tự lan tự a an bảo bệnh nhà bị chiêu đưa tuyến biệt kim chi ngọc diệp bình nhà sinh nhà ta muốn hưng vượng nhân nó vật bình an đạo na thần hà tình cô nhận kinh thiên bình sinh chi chí cẩn sơ thiên vận nhâm dần niên thu thiên cử nguyệt thượng tuần sơ cử nhật phúc sinh thời khánh đạt lâm tuần thần đề tự khấu đầu hòa nam bạch mai thượng sơ ngàn phê sai triệt nhang hạ bút phê sai tả phiền chữ tương đạo lai hộ chỉ tả sai binh bộ binh tình tới đức vua cha sớ trình lên tới đức vua cha nam tà bắt đầu chu miên rõ ràng khi cho họ chu họ lên trường sinh chung lo đồng bộ đức ý tôn thân thượng minh quân hạ lương thần nhất đường ngư thủy long vân tao hủ tư phùng thank you.
diệu cô về chứng đàn duyên ngã tích tăng cung giảng kim phụng hoàng thân cần thánh chúa thiên trung vương sớm điệp dâng lên cô về tấu đối chúa biên rõ ràng để cho họ chú họ lê trường sinh cửa nhà khang thái mọi đường hành thông chữ rằng sở nguyện tòng tâm đào tiên luôn ở ngay ngã non ngã bồng thì khai huy đôi chiếc y y y nhập tỷ niên truyền thuyết y còn biên còn đường y mơ mộng rất tiền thấy đôi dòng ấp y y ở bên cạnh mình trần gian đi lão âu nghi chép biên họ chú họ lên đức độ thảo hiền tu tâm thần.
thời Tích Đức ý, cô chép biên họ Trương. Thanh ra hồi cung tam vị chúa mương nghỉ tiên đã dâng văn ni, con thỉnh chúa bà đệ nhất ni Tây Thiên sang đàn. Non tiên thấy ngàn tam đào Tây Thiên dị kỳ, hồ bát nhã thời thời bát cổ có nước vàng, thác bạc như nhịn có cầu, có nước sông truyền cửa đền phong nguyệt vô biên lâu lâu. Cảnh đua nhau bồng lai úp xúc Lý Thanh Tào gọi tướng nơ hoa, cảnh lên nền tay điểm bà xa bừng cây cổ thụ cột 53 cội tung ý. Quang là thế tài văn hoa, đức tuệ quang huy thế gian, liệu thế nam chi do lai quảng đại từ bi vô cùng. Trên Tây Thiên linh tam đạo địa linh, Tây Thiên ta
thanh nhị bàn chúa ngư cùng cảnh nhị thanh nhị bóng nhang thơm thành kinh quý tông tiến dâng một bạc vắng mỹ châu chúa tiên đại định tam đạo quê nhà chơi non nên nước đôi nơi khi sang cao bài khi chơi nguyệt hồ có phen nắng về tới kinh đô lòng nguyện dần để chữ tâm xuống múa dịu dàng khoan thai nước y nai bọt ngàn vác dài tay cầm đôi nước chân đi hai giò hoa giữa sông tình sao bắt đầu ngân hà ý công sai
xanh gió đông, hai trăm hoa đem về dâm bông, đổ gió đông khúc đặc hạ ra. Bay tiên, bay bông tiên vời, nhắc trong số đẹp như người điện a. Giác đồng tay múa miền càng, để ba gió xa, ê à tiếng đường. Phát tiếng kỳ tiếng mang tỏ đường, bẻ ba dòng xa. Giọng mường ê à. Bốn phương hội họp để đa năng hay, ban cho đồng tiền tốt lộng rời, bổng lộc cho nắng về đây càng nhiều. Ban cho dài nhất sang nhiều, bổng lộc cũng nhiều năm ngoái năm xưa. Họ dù con nhang khó cùng thường, 30 bổng một người cứ hồn dòng, 30 bổng một ngày rằm mười tư. Xuân số đi dường như đường năm lối, nay nay xuống sọt đêm nay, xuống sọt đêm nay thôi. Đời đi bao xa, lên ngàn xuống hai trăm hoa, hai hoa mang về đến đây. Biết bao nhiêu thành đầu từ mong ban khen, biết bao anh chờ chờ bóng ban khen. Xin hôm nay về đến đây, giang giang nàng tiên nữ, trong xin xin hôm nay về đến Tây Thiên Ni Tam Đạo Địa Linh, thạch nghi bàn xuống ngự cảnh thanh nhiệm bầu, nhạc nghi thơm thành kính con quỳ tâu. Đệ nhất Tây Thiên Ni
đào quê nhà. Thông gieo xúc hoa dương bị già tốt tươi, dạo chơi non nên nước đôi đời. Sang cao bại lúc chơi nguyệt nổ cũng có phen đêm về tới kinh đô. Còn nhớ ơn người nặng lòng vì nước nghĩ đời vì dân sinh vì thành tử vì thần y. Vì thanh tử vi thần khuôn ni phù bảo trợ cõi trần xiết bao phép mi hay biến hiện cơ bầu y. Son ni ma phân mi ni
hai sanh hai sao thừa nhận xuống lên đi nó hiền yên thế một đi tòa thành nghi đồng tỉnh bắc xa đồi núi bao xa tổ xưa có phép sơn trà đại hồ sáp mi sơn màu xanh la chúng nguyệt ngồi nóng lòng sân đi thương xót như khi xưa thái tổ tiền lên một người con gái thôn quê ý. Gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân vì tên xuống nguyệt mù danh tồn vang tới kinh đô chú chớ lo
sắm xanh sửa lễ hầu chú ta bà. Dâng lên rồi sẽ được bình an, thung nghi dung hưởng lộc của trời chúa ban. Về đồng chắc giang dương tòa, cứu cho bách bệnh nay đã mới yên. Về đầu là lễ dâng nhà, dâng lên tam bảo mười phương đô trì, tay dâng nhang liền điệp từ bi. Phật thánh sau chỉ vua cha, con xin lên tiên xuống nguyện cầu. Chim cú vũ dừng gọi nhau, ước nghi ai sáng tỏ trên non đi. Một bầu sơn sắc con tươi rượm già, đến nga lên trên ngàn hái quả tìm hoa. Tay cầm đôi đuốc mũ một bài sinh thật là xinh mới đến ngờ. Tính ta đinh tăng tình sơn thì hư thì là làm tiền đứng lại từ nhang hoa xin hàn. Một tay tiền số hái hoa cùng xu, đôi tay tiền số hái hoa hồng. Yên nào hoa cúc hoa lan, hoa xoan hoa bàn, hoa nào cũng thơm. Yên nào hoa cúc hoa lan, hoa xoan hoa bàn, hoa nào đẹp hơn. Đôi núi bao xa lên ngàn xu. Biết bao nhiêu thành đồng chờ mong.
và tay khơi bề bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Hoa mang tiếng đàn, nghi xanh thắm một màu, xa xa với điện tiền chúa. Đây mới thật là nên nhìn xem chúa xinh đẹp nơi ô đinh nọc ơi, sao nọc người hoa ngàn hoa thắm tươi, ngàn hoa ngàn hoa thắm tươi, chim bay đã ngon chào mừng. Rượu tăm miếng đủ ba tuần hồng trần bao kẻ ung xa. Ôi
Cao Mại về nhà đến lâm hao, Cao Mại về nhà anh linh chắc sáng, nghe con thỉnh chúa bà để tăng.
một ni lòng ngờ bộ đạo họ Chu con nhất tâm quy y Phật tổ thân ni thông nhị bầu ai mà hiếu đạo kêu cầu đăng nghi nhang khấn nguyện ni hương nghi hoa cúng giảng phép tiền Chúa giáng một xa xa tới đến điện chung dưới suy sắp sách
dịch vào tới dưới suối sắp sách sao lòng người. Bà là ơi, Chúa đã về rồi. Bà là ơi, Chúa đã về đâu. Thank you.
trần. Ai gì ai hay lâm thao lịch sự ai tày ý. Đã lên tay cuộc sạch thiên hương ba đạo về hành phi phương. Ý, 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 ý. Ra còn đường sau suốt bông hoa hài chờ gót về tiết hay đâu nguyệt chữ thì nguyệt đời hay đâu nguyệt chữ thì nguyệt rồi thóc phơi với lá hiền dãi dầu xuân quỳnh lâu là đời trang xiết cửa trang đài để nhiệt tung tăng tòa mây đa phân hoa hội cùng nhau.